lấy hạng xuống là nguyên đám chạy tại không chắc mà đội nhà rồi, đội nhà ra chắc là tốt hả hay không vậy, bữa em nhận gì đó nó chạy luôn luôn
Tôi có thắng. Holy.
có người để giăng lưới cho người ta tập đá. Bây giờ là vô trong này là nó ngáo quá luôn rồi. Hàng gì nó mới đá vô trong cái này nó giả luôn. Yeah.
anh. Nếu mình đâu giữ cái dạng như uống dữ vậy. Cái mùa này mày tính đối kháng nhiều á. Giống như UFC á. Chị biết gì kiểu UFC không? UFC á, cái môn nhỏ như biểu diễn nha. Nhìn thấy nó đánh ghê lắm nhưng mà ra nó biểu diễn không. UFC là rất real hay á. Thứ 18 không bị chụp nữa, chưa qua nổi cây rồi.